Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương ngày 4 tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết có 24 dự án nhà ở xã hội được công bố và một số nhà băng bắt đầu cho vay gói 120.000 tỷ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 3 công văn công bố 15 dự án của các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh, trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng. Ngoài ra, có 3 địa phương là Bình Định, Phú Thọ và Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố 9 dự án. Các địa phương cấp phép xây dựng cho các dự án cũng đã sẵn sàng được các tổ chức tín dụng cho vay. Đến nay đã có một số ngân hàng như BIDV, Agribank đã bắt đầu cho vay trong gói tín dụng này. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã triển khai từ đầu tháng 4 nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn từ 1,5 tới 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 15 vừa ban hành đã đề nghị chính phủ thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ. Từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính sẽ thanh kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó thanh kiểm tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, Bộ sẽ tập trung vào việc thanh kiểm tra sự liên kết hoạt động, kinh doanh giữa doanh nghiệp và ngân hàng, đồng thời hướng nội dung thanh tra theo nghị quyết của Quốc hội. Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm, nhất là kênh bán hàng qua ngân hàng, vừa qua tăng trưởng nhanh, song xuất hiện nhiều mặt trái như ngân hàng ép khách vay mua kèm bảo hiểm hoặc đánh tráo khái niệm giữa bảo hiểm với gửi tiết kiệm. Trước đó, theo kết luận thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng Prudential, MB Agris, Sun Life và BIDV Midlife, các doanh nghiệp này mắc sai phạm chủ yếu là bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân hàng, nhất là khâu tư vấn của giao dịch viên, nhân viên môi giới. Bộ Tài chính vừa thông báo giảm thuế nhập khẩu xăng xuống mức 5,62%. Cùng với đó, chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ 30 đồng một lít. Việc giảm này sẽ góp phần giúp giá xăng dầu giảm trong thời gian tới. Theo đó, căn cứ tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng xăng dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút của thương nhân đầu mối xăng dầu quý 2, Bộ Tài chính cho biết mức thuế nhập khẩu bình quân với mặt hàng xăng được điều chỉnh xuống còn 5,62%, thuế nhập khẩu bình quân với dầu diesel xuống còn 0,58%, dầu ma rút là 1,38%, riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh. Bộ Tài chính cũng thông báo điều chỉnh một số khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Cụ thể, chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở với dầu ma rút giảm 184 đồng về mức 360 đồng 1 kg, xăng không chì tăng 30 đồng 1 lít lên mức 1.080 đồng 1 lít, dầu diesel tăng 30 đồng 1 lít lên mức 1.030 đồng 1 lít. Theo nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua của chính phủ thì phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% cho tới hết năm nay. Đây là lần thứ 3 mà chính phủ thông qua chính sách giảm 50% phí trước bạ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người có nhu cầu mua xe. Theo ghi nhận, thị trường đã có những phản hồi tích cực ban đầu, song trong bối cảnh kinh tế gặp khó như hiện nay, ngành xe có thể còn gặp khó khăn hơn trong thời gian tới. Đây là mẫu xe bán tải duy trì vị trí đứng đầu phân khúc Ford Ranger với hơn 5.800 xe bán ra thị trường trong 5 tháng đầu năm 2023, cùng mức giá dao động từ 665 đến 986 triệu đồng cho 8 phiên bản. Mức phí trước bạ của xe bán tải đang là khoảng 6% đến 7,2% tùy địa phương. Với Nghị định 41, được giảm 50% phí trước bạ, người mua có thể được giảm trực tiếp từ 20 đến 35,5 triệu đồng khi đăng ký lần đầu. Thậm chí, để kích cầu, hãng còn hỗ trợ 50% phí trước bạ khi khách hàng mua mẫu xe này trong tháng 6. Và nếu đăng ký từ tháng 7, người mua có thể nhận ưu đãi kép cả từ hãng và từ chính sách của nhà nước khoảng từ 40 đến 71 triệu đồng. Một số mẫu xe SUV hay minibus của Ford lắp ráp trong nước cũng giảm 50% phí trước bạ theo Nghị định 41. Theo ghi nhận, ngày hôm nay, khách mua xe cho biết gặp tình trạng quá tải khi đi đăng ký lần đầu. Gia đình mình cũng mua cái xe Ford Transit 16 chỗ ngồi. Thì hôm thứ 6 vừa rồi là hôm là 30 tháng 6 thì là đóng nộp tiền. Hôm nay là rất là đông, đầu tuần thứ hai là đầu tháng để hưởng cái chính sách mà như thế thì hôm nay số lượng người rất là đông. Từ sáng đến chiều thì bắt đầu mới làm được thủ tục bấm biển được. Trước đó nhiều hãng xe cũng phải chịu khó tung ra những chương trình khuyến mãi hạ giá để kích cầu. Khi mà, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tính tổng từ đầu năm tới hết tháng 5 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 36% so với năm ngoái, trong đó ô tô du lịch giảm 41%. Việc sức mua giảm mạnh được nhận định là do khó khăn của kinh tế nói chung.
năm nay sau khi ưu đãi phí trước bạ thì chúng ta sẽ bước ngay vào tháng ngâu, là cái giai đoạn kinh doanh rất ảm đạm của thường niên. Thứ hai nữa là trong nửa đầu năm nay cái việc khó khăn về kinh tế khiến các hãng xe đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi để đảm bảo cái doanh số. Theo trao đổi thì được biết là một số hãng xe sẽ tuần tự tăng giá từ nay đến cuối năm để đưa cái thị trường ô tô trở lại cái nhịp độ cũ. Sẽ có những cái giai đoạn giao thoa mà nếu những người dùng căn được cái tình hình tài chính và ra quyết định mua xe đúng lúc thì họ sẽ được hưởng ưu đãi rất lớn. Trước đó, ở lần thực hiện giảm 50% phí trước bạ trong 6 tháng cuối năm 2020, số lượng xe đăng ký trước bạ lần đầu được ghi nhận tăng gấp 2,03 lần so với 6 tháng đầu năm. Còn lần thực hiện từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2022 cũng ghi nhận mức tăng 1,2 đến 2 lần so với tháng cùng kỳ. Lần thứ 3, chính sách giảm phí trước bạ sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vượt khó, khôi phục doanh số. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án phát triển ngành logistics Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai xây dựng hàng loạt trung tâm logistics, đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố này. Theo đề án đã được phê duyệt, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 8 trung tâm logistics với tổng diện tích hơn 750 ha, bao gồm xây dựng trung tâm logistics khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức, lập quy hoạch phân khu trung tâm logistics Cát Lái, Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức diện tích 292 ha, Long Bình, Thành phố Thủ Đức diện tích 54 ha, Linh Trung, Thành phố Thủ Đức diện tích 74 ha, Củ Chi, huyện Củ Chi diện tích 15 ha, Tân Kiên, huyện Bình Chánh diện tích 60 ha, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè diện tích 100 ha và xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn diện tích 150 ha. Ngoài ra, các dự án có chức năng tương tự trung tâm logistics như kho lạnh tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, kho thương mại điện tử ở Củ Chi đang được các doanh nghiệp triển khai xây dựng. Nếu như trong quý 1 tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt dưới 1% thì 3 tháng sau đó, đầu tàu kinh tế của cả nước đã có sự phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh hơn 5,8% trong quý 2 đã kéo tăng trưởng kinh tế thành phố nửa đầu năm lên mức hơn 3,5%. Đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng này phải kể đến nhóm dịch vụ khi chiếm hơn 60% trong cơ cấu kinh tế thành phố. Với nhiều chính sách mới đã và sắp có hiệu lực, khu vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ có nhiều động lực để tăng trưởng, kéo đầu tàu kinh tế cả nước đi lên trong nửa cuối năm nay. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì ở những siêu thị thì những chương trình khuyến mãi giảm giá thì được thường xuyên tổ chức. Và điều này cũng đã góp phần cải thiện sức mua của người dân thành phố trong những tháng gần đây. Theo thống kê thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 đạt trên 298.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ phát triển ở quý 2 thì chúng tôi nhận thấy là có những cái khởi sắc ở mang tính chất là khởi sắc nó đồng đều hơn tại các cái địa bàn, với sự dẫn dắt chủ yếu của sàn cóp là cái thị phần ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, và cái kỳ vọng chúng tôi là hai con số đối với việc tăng trưởng, không phải chỉ là tăng trưởng về mặt số lượng nhưng mà chất lượng tăng trưởng thì nó cũng phải tăng lên. So với quý 1 năm nay, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 2 đã tăng 13% và tăng ở các hoạt động. Du lịch là động lực quan trọng trong nhóm này, khi nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn, doanh thu 6 tháng đầu năm nay đã phục hồi gần bằng thời điểm trước dịch bệnh. Như vậy là tính đến sau 6 tháng đầu năm thì Vietravel đã hoàn thành các cái chỉ tiêu doanh thu lượt khách và lãi gộp của mình là so với cùng kỳ 2019 là khoảng 90% so với cùng kỳ 2019. Thì như vậy thì là so với thời điểm của 2022 thì nó tăng trưởng là gần như là gấp 3 lần. Và mục tiêu của chúng tôi khi đặt kế hoạch kinh doanh là bằng 85% so với cùng kỳ 2019, thì như vậy là chúng tôi đã có cái sự tăng trưởng so với cái kế hoạch mà mình đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượt khách quốc tế đến với thành phố đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đã góp phần thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế. Và con số này có thể tăng mạnh hơn nữa khi chính sách kéo dài thời hạn visa có hiệu lực vào giữa tháng 8.
Tôi nghĩ 90 ngày là thời gian khá dài, nhất là khi tôi có thể di chuyển trong và ngoài nước một cách dễ dàng bằng các phương tiện như xe buýt, tàu lửa. Tôi nghĩ đây có lẽ là một khoảng thời gian hợp lý và New Zealand cũng đã làm điều tương tự. Phần lớn các du khách phải thực hiện visa chạy. Họ có thể đến Campuchia, Lào, Malaysia, sau đó lại lấy visa lần nữa rồi trở về Việt Nam. Tôi nghĩ điều đó có thể gây bất tiện với nhiều người và chính sách kéo dài thời hạn visa 90 ngày có thể giúp họ cảm thấy thuận tiện hơn. Ngành dịch vụ vốn chiếm hơn 60% cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệ đỡ quan trọng cho sự phục hồi kinh tế thành phố. Với chính sách visa mới thuận tiện hơn cùng với việc giảm thuế VAT 2% được áp dụng từ đầu tháng 7 sẽ giúp thành phố thu hút được nhiều du khách, kích cầu tiêu dùng nội địa. Từ đó có thêm dư địa để bứt phá tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm nay. Thời điểm này, các tỉnh phía Nam đang bước vào lứa chính vụ đầu tiên của thanh long. Tuy nhiên, do không có thương lái thu mua, đầu ra bấp bênh đã khiến giá thanh long giảm mạnh, chỉ còn từ 2.000 tới 5.000 đồng một kg, giảm gần 8 lần so với trước đó. Điều này khiến nông dân gặp nhiều khó khăn và đối diện với nguy cơ thua lỗ, thất bát. Bước vào vụ thu hoạch lứa đầu tiên chính vụ, giá thanh long tụt giảm mạnh so với vụ trong đèn hồi tháng 5 năm 2023. Nếu như thời điểm đó, thanh long ruột đỏ có giá ngất ngưỡng 35.000 đến 40.000 đồng một kg, ruột trắng 19.000 đến 20.000 đồng một kg, thì nay giá thanh long ruột đỏ chỉ khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng một kg, còn thanh long ruột trắng thì hầu như không có thương lái thu mua. Ông Nguyễn Văn Hải ở ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hiện có 1,5 hectare vườn trồng thanh long, trong đó có 6 sào với hơn 500 trụ thanh long ruột đỏ và hơn 300 trụ ruột trắng đang cho thu hoạch, ước sản lượng hơn 5 tấn trái. Với giá cả xuống thấp như hiện nay, ông Hải và nhiều nhà vườn trồng thanh long ở Bông Trang đang thua lỗ nặng. Mình không có muốn công mà mình bỏ công ra thì nó không có ăn mấy. Giống như mình lấy công làm lợi thôi, giờ còn mà dư là không có dư. Cũng vậy thôi. Trong rằm thì người ta cắt cho là cắt tỉa thôi, cắt ít một số ít thôi là 10.000, nhưng mà dư ra rằm là dư người ta kêu cứu khoảng 2.000 đã lại thôi. Nhưng chủ vườn cử trồng cho người ta cắt được là tốt. Mà thằng long như 2.000 thì được 2 triệu không đủ tiền công tiền phấn tiền cho. Đã đến kỳ thu hoạch nên mặc dù biết thua lỗ, nhưng ông Phạm Văn Hùng ở ấp 1, xã Bưng Riềng vẫn phải cắt bán thanh long cho thương lái bởi không thể tiếp tục neo trái trên cây. Với giá bán hiện tại, việc đầu tư cho 4 sào thanh long ruột đỏ khiến ông Hùng thua lỗ gần 10 triệu đồng. Giá này thì bà con là không có lời lại hết. Thấp nhất là từ 15 đô lên bà con mới kiếm lại. Thương lái thì nó cũng có mua là khó khăn hơn là lúc nào nó có giá vậy. Giá thì nghĩa là mình bán cho nó là nó đi bán được bao nhiêu nó trả cho mình bấy nhiêu. Tháng mấy, 2 tháng trước vẫn có giá chứ. Nó cho giá mình cỡ chừng vài ngàn thôi, nhưng mà ý là tùy theo vườn. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 600 hectare diện tích trồng thanh long, trong đó huyện Xuyên Mộc chiếm hơn 90% diện tích. Bình quân sản lượng thu hoạch cả tỉnh mỗi năm gần 20.000 tấn. Riêng vụ sản xuất này ước khoảng 2.000 tấn. Theo thống kê, hơn 80% sản lượng thanh long của địa phương này chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nên đầu ra và giá cả đều không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thương lái. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như 10 năm trước, thương mại điện tử được coi là phương thức kinh doanh đột phá trên Internet, thì hiện nay hoạt động này trở nên rất phổ thông trên phạm vi rộng khắp. Nhiều doanh nghiệp từng chỉ bán hàng trực tiếp nay cũng đã quyết định trả mặt bằng để di cư lên sàn thương mại điện tử để tìm cơ hội cũng như mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Nội dung cụ thể sẽ có trong dòng chảy cuộc sống ngày mai.